Vì hoàn cảnh trước mắt lầm than, vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chờ đợi mà. 4567. Anh em đang nghe trực tiếp trên bộ mic U900 anh em nhé. Bộ mic U900 này nó rất là chất. Dòng này thì là dòng chuyên sự kiện anh em nhé. Rất là hay, con này có rất là hay anh em nhé. Tức là anh em ấn vào nó sẽ tắt tiếng này. Như này thì alo thoải mái nó sẽ tắt tiếng. Vì cái dòng này nó không có tự ngắt anh em nhé. Dòng này là dòng sự kiện nó không tự ngắt. Thì khi anh em muốn dùng lên tiếng anh em bật này. Ok chưa? Alo, ok chưa? Đó, ấn vào thì nó sẽ tắt tiếng, đúng không ạ? Đó, này thì tắt tiếng này. Đó, này thì mở này. Đấy, rất là dễ đúng không ạ? Đấy, anh em đang nghe nhá. Với, đúng không? Anh em đang nghe trực tiếp trên mic U905. Cái dòng này thì là chuyên sự kiện rồi. Em đã lên rất là nhiều video. Thì hôm nay tiện có bác khách ở Thái Bình thì bác lấy. Thì em cũng test luôn cho anh em cùng tham khảo. Con 905 đây anh em nhé. Đó, con này thì hiện tại giá là 7 triệu anh em nhé. Giá 7 triệu một bộ là hai tay mic và một đầu thu anh em nhé. Và bác lấy con PL2.12. Đấy, PL2.12 1200W kênh về bác đánh một cặp súp. Đó, thì em có ghép thêm một con vang D5. Đó, thì với cái cấu hình này thì nó rất là chất. Cái bộ mic này thì phải nói là nó tuyệt vời luôn. Đây, em cũng vừa bóc hộp anh em nhé. Vừa bóc hộp hai thiết bị ra đây anh em nhé. Mic 905 và đẩy đây anh em. Đấy, nguyên thùng nguyên hộp nhá. Dòng này thì hai bìa anh em nhá. Đấy, chuyển cho anh Phạm La, anh ở Tiền Tây Giang, Tiền Hải Thái Bình. Thì anh cũng đặt cọc trước cho bên em là 500.000 rồi anh em nhá. Thì đấy, thì bộ mic này thì như em nói, cái chất âm của nó, cái thứ nhất là cái chất âm nó hay. Cái thứ hai là con này là một trong những cái bộ mic mà rất là cao cấp anh em nhé. Đó, để em tắt đi này. Rồi, ok. Đây, anh em cùng xem nhé. Đó. Con này thì nó có một cái điểm hay là anh em có thể là nâng cấp đầu thu. Khi nâng cấp thì anh em có thể là tắt cái mic đi. Và anh em có thể là tháo được cái củ này ra anh em nhé. Đây, tháo được cái củ nhé. Khi tháo thì anh em nhớ là anh em cầm hai tay như này. Cầm một tay là nó hẫng anh em nhé, hẫng là rơi cái đầu này xuống. Đấy, thì xong rồi anh em có thể nâng cấp đầu mic xua xịn ở đây vào anh em nhé, để nâng cấp cái chất mic anh em nhé, nâng cấp cái chất mic. Cái đầu này nó rất là hay rồi anh em nhé, cái đầu mic này nó rất là hay. Nhưng mà nếu anh em muốn nó chuyên nghiệp và hay hơn thì anh em có thể nâng cấp lên đầu xua hoặc những cái đầu khác anh em nhé. Đấy, những cái đầu mic khác đấy, nhất là những đầu xua xịn để nó vài triệu một cái đầu, cả chục triệu, hơn chục triệu cái đầu cũng có anh em nhé, vài chục triệu một cái đầu cũng có. Đấy, thì anh em có thể nâng cấp. Đấy, thì anh em có thể là tiết kiệm được cái chi phí khi, hoặc là anh em dùng chính cái đầu này. Cái đầu này thì tiếng của nó cũng rất là hay anh em nhé, em dám khẳng định là tiếng rất hay vì em đã thử test với cái mic Sennheiser G4 đầu 835 rồi, thì nó vượt trội hơn anh em nhé, nó đều dài hơn, con này tiếng bass của nó tốt hơn anh em nhé. Đấy, thì đây là một trong những cái bộ mic mà em đánh giá là cái sóng của nó tốt. Cái thứ hai là cái sóng nó tốt này. Cái thứ hai là cái tiếng mic nó hay anh em nhé. Đấy, đây là mic. Đấy, anh em có thể thấy sử dụng pin như này, lắp vào như này anh em nhé. Cái pin này của em là pin sạc, đã dùng rất là nhiều rồi, nó bị hỏng bên cái bề ngoài rồi. Đấy, rất là dễ dàng sử dụng đúng không ạ? Nắp đúng cực là được anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đó. Và xoáy vào. Vậy là xong anh em nhé. Nói chung là con này thì khá là chất. Lưu ý với anh em, khi anh em tháo là anh em phải đỡ này. Hai tay đỡ như này nhé. Không thật là nó, vì cái đầu nó rất là nặng. Anh em tháo không để ý là nó rơi luôn cái đầu này. Và em cũng đã bị rơi rất là nhiều rồi. Đấy, rất là chất đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy rất là chất. Anh em có thể thay thế được một đầu mic khác anh em nhé. Đấy, ok. Và sẽ thử luôn cho anh em cái chất âm nhé. Em sẽ alo thử. Với cái mic này thì cái giải mic nó rất là đều anh em nhé. Cái tiếng bass nó rất là dày và cái tiếng chép thì nó không bị quá nhiều anh em nhé, nó không bị gắt. Đó. Thì với cái bộ mic này thì giá hiện tại đang là 7 triệu một bộ anh em nhé. Sử dụng hai đầu
hai cặp, tức là 4 chiếc dâu anh em nhé, để sóng tốt cho anh em là từ 100 cho đến 150 mét, đủ cho anh em làm sự kiện, nút tăng giảm âm lượng ngay trên này, con vang số D5 và em test luôn cục đẩy PL2.12. Thì loa thì em dùng loa cao cấp, đó là loa Z12 nhé. Cặp này đang giá là 22 triệu. Anh em có thể nghe thấy cái chất âm sọc 789, nó rất là hay đúng không? Nó rất chắc tiếng. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Rất là hay. Nói chung là chơi một bộ mix xịn thì anh em yên tâm là kể cả anh em lắp vào những cái con vang cư giá rẻ đã rất hay rồi. Và không để anh em chờ lâu nữa, bên em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé. Bật mic. Con này nó có cái tính năng rất là hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy anh em nhé. Và mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm với bộ mic này, thì khẳng định với anh em là chương kiểu tuyệt vời luôn anh em nhé. Cũng đẩy 1200W một kênh. Con này thì em giới thiệu nhiều, em không giới thiệu nhiều nữa. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chưa trêu em là do đến quá nhanh để anh đồng lại hơi xưa. Có ký trong câu ca này, để một ngày kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao giúp khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Và có đây trong đó một người con gái nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chả đợi cứu mang. Một màu hồng thương ngây đôi vai phải chỉ nhiều em vắng, giờ mang thêm đau thương bởi vì người muốn kêu ai trong màn đêm tối thăm bà đây, người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em thương bưng nước giọt cho chồng, làm sao anh quên đi mà tôi ngóng trông em muốn đi hết trong lòng. Đấy, ok, anh em cùng tham khảo thấy cái chất âm nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Giá bộ mic này là 7 triệu đồng anh em nhé. Và cục đẩy kia cũng là 7 triệu anh em nhé. 1200W trên một kênh. Đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em cũng đã xem video của bên em. Hẹn anh em ở những clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Bộ rất chất đúng không ạ? Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chưa trêu em là do đến quá nhanh để anh đồng lại hơi xưa. Có ký trong câu ca này, để một ngày kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao giúp khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Và có đây trong đó một người con gái nó hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em chả đợi cứu mang. Một màu hồng thương ngây đôi vai phải chỉ nhiều em vắng, giờ mang thêm đau thương bởi vì em phù pha. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối thăm bà đây, người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay, đêm đêm khóc than mình em thương bưng nước giọt cho chồng, làm sao anh quên đi mà tôi ngóng trông em muốn đi hết trong lòng. Rồi, ok, chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em.
Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.